Thì con góp ý đó, đi bật ra 10.000 15. Nó ra này lời dữ con ơi. Bỏ chút xíu nữa bung ra. Mà bán 20 đó mà phải lựa khách rồi. Mà cái khu là sinh viên thì nhiều. Sinh viên nó nghèo không ạ? Vô cùng ra bỏ 20.000 mua vô nguyên về tập ra làm sao no. Ngay chỗ ngay nhà của cô, trước nhà cô nó đi. Cô bán tắm buổi trưa gì luôn hả? Cô bán đông như nhà hàng luôn, tại cô biết sao. Cô cũng nói là đi bán cơm sinh viên. Sinh viên nó trưa nó đùm luôn. Con gà nó nha, nó là bự gà. Gà chiên có 27.000. 25.000, bây giờ ai giá bán giá đó. À, 40.000 là ít nhất. Coi như không có bán ai hơn 30.000 hết trơn. Cái thằng cũ nó lột nha, nó tới mình lột luôn. Nó nói là con bán là kiếm đa số. Mà con biết 4-5 người phụ mà biết nó lời dễ sợ không. Mà nó bán cái giá đó, chứ mình bán giá cao đó, không có người tự ăn thì cũng như không. Chỗ cô ngay với cô thấy nó bán đắt hơn thể tưởng. Mà với cô mà có 27 thì ai bán với cô gì nó bán không? Còn nếu nhà bữa này là cô gì cô lộn bụng đấy nha, để tha gì cô tưởng
5 phút rồi.